Vân Anh và Ánh Minh xin chào quý vị khán giả của đài VNTV. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Tin từ San Diego, một đại bồi thẩm đoàn vừa truy tố 3 người bị cáo buộc là ở trong đường dây ăn cắp xe ở San Diego rồi đưa về Mexico. Theo báo San Diego Union Tribune nói rằng có ít nhất là 81 chiếc xe đã bị 3 người này lấy trộm rồi sau đó lái qua biên giới Mexico. Theo hồ sơ truy tố nộp hôm 19 tháng 10 vừa qua, thì tòa án liên bang ở San Diego, cuộc điều tra khởi sự từ tháng 6 khi một nhân viên biên phòng Mỹ xem xét danh sách các xe được báo cáo mất trộm ở San Diego và so sánh với các danh sách các xe từ lãnh thổ Mỹ qua Mexico ở các cửa biên giới ở vùng San Diego. Nhân viên này đã nhận ra Jose Ernesto, David Urbina và một đồng lõa khác là Amado Anduco là những người khác và các nghi can liên hệ đến các vụ trộm ít nhất là 81 chiếc xe, theo hồ sơ tại tòa. Bản tin của tờ San Diego Union Tribune nói rằng các điều tra viên thuộc cơ quan biên phòng và toán đặc nhiệm chống trộm xe đã dùng các phương tiện theo dõi qua hệ thống GPS để tìm hiểu hoạt động của nhóm này. Cả ba người sau đó đã đến gặp nhau ở một tiệm ăn và bị nhân viên công lực bắt giữ. Trong túi đeo lưng của Camarillo, cảnh sát đã tìm thấy máy stereo tháo ra từ chiếc xe Honda Civic cùng các vật dụng cậy cửa xe và chìa khóa giả. Cả ba người này không nhận tội khi được đưa ra trước tòa. Kính thưa quý vị, một cuộc nghiên cứu cho biết là bỏ thể dục 10 ngày sẽ bị teo não. Thưa quý vị, bản tin từ Washington, trong những người có say mê thể dục vẫn có những lúc làm biếng muốn buông bỏ những cuộc tập thể dục hàng ngày. Vì có nhiều lý do, có thể là vì việc làm căng thẳng hoặc là vì buồn chán. Tâm lý muốn bỏ cuộc là chuyện bình thường theo một cuộc nghiên cứu về y tế gần đây cho biết. Farah Hamed là bác sĩ ngành trị liệu thể thao ở Columbia Doctors nói rằng cần nên suy nghĩ rằng cuộc việc tập thể dục là lợi ích vô cùng tận và có nhiều lúc sẽ biến mất nếu như bỏ thể dục chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Khi bỏ thể dục khoảng chừng 10 ngày thì não bộ sẽ thay đổi sớm nhất và trí nhớ sẽ giảm đi. Nếu mà bỏ thể dục 4 tuần thì lượng VO2 là lượng tối đa dưỡng khí oxygen, kính thưa quý vị, sẽ giảm là 15% và sau 3 tháng thì có thể giảm 20%. Và kính thưa quý vị, phân tích của các nghiên cứu này đã đăng trên health.com. Tính đến tháng 11 năm 2016, Apple đã ra mắt và đang bán những chiếc iPhone 7 và iPhone 7 Plus với 5 tùy chọn màu sắc gồm Silver, Gold, Rose Gold và Matte Black và Jet Black là đen bóng. Thưa quý vị, thượng tuần tháng 11 vừa qua thì một số nguồn tin cho biết có vẻ như là Apple sẽ tiếp tục bổ sung thêm tùy chọn màu sắc mới cho thế hệ iPhone 7 và iPhone 7 Plus của hãng. Trang công nghệ Mark Atakara của Nhật Bản đã đưa tin cả hai model iPhone 7 và iPhone 7 Plus sẽ tiếp tục được làm mới với sự lựa chọn màu sắc thứ 6 gọi là Jet White, tức là trắng bóng. Dù vậy thì nguồn tin không nêu rõ thời điểm tùy chọn màu mới sẽ xuất hiện. Trang Mark Otakara luôn cung cấp những thông tin rất chính xác về các sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, họ vẫn đưa ra cảnh báo rằng nguồn tin có thể không đáng tin cậy. Kính thưa quý vị, một thống kê gần đây cho biết là nước Hoa Kỳ uống cà phê nhiều nhất. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ là quốc gia tiêu thụ cà phê số 1 thế giới. Nhu cầu đang càng ngày càng cao, bất kể tỷ lệ số người trên 40 tuổi uống cà phê hàng ngày càng suy giảm trong vòng 8 năm qua. Lý do là vì sao, kính thưa quý vị? Bởi vì giới trẻ đang rủ nhau uống cà phê, và theo phân tích của Bloomberg cho biết. Và những lý do là những người từ 19 tới 34 tuổi hiện nay thì uống tới 44% nhu cầu Hoa Kỳ ở cà phê ở Hoa Kỳ, và khoảng 48% dân ở Hoa Kỳ tuổi từ 18 tới 24 đang uống cà phê mỗi ngày, tăng từ 34% trong năm 2008. Và những người này rủ nhau uống cà phê lan rộng ngay cả trong giới tuổi trẻ và cao niên, là khoảng 60% những người tuổi từ 25 đến 39 tuổi uống hàng ngày, tăng từ 51%. Và tiêu thụ cà phê toàn cầu vượt hơn sản lượng toàn cầu vào hai năm vừa qua, và nhu cầu tăng là khoảng 1.5% là mỗi năm, kính thưa quý vị. Tuy nhiên thì tính vào tháng 7 năm 2016 vừa qua thì trữ kho hạt cà phê chưa rang của Hoa Kỳ nhiều hơn bất kỳ lúc nào kể từ năm 2000. Lý do là tại sao giới trẻ uống cà phê nhiều như vậy? Tại vì bởi vì tiệm cà phê mọc lan rộng khắp thế giới và kể cả những các nước khác.
Và đa số các tiệm cà phê này cung cấp mối mạng Wi-Fi miễn phí cho giới trẻ vào Internet, hoặc là chơi game, hoặc là chơi điện tử, hoặc là lên Facebook hoặc là Twitter, kính thưa quý vị. Nghệ sĩ Úc Bạch Lan từ trần, thọ 81 tuổi, tin từ Sài Gòn. Nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã qua đời vào ngày 14 tháng 11 vừa qua tại Việt Nam, thọ 81 tuổi. Nghệ sĩ Úc Bạch Lan vừa qua đời tại nhà sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 81 tuổi. Nghệ sĩ Úc Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai, sinh năm 1935 tại Đức Hòa, Long An. Do một nhân duyên, bà đã gặp gỡ và cùng nhạc sĩ Văn Vĩ đi hát dạo khắp chợ lớn Sài Gòn từ năm 15 tuổi. Tin nghệ sĩ Úc Bạch Lan mất lan truyền rất nhanh trong giới nghệ sĩ trẻ, vì bà vốn được các thế hệ trẻ nghệ sĩ hết sức yêu mến bởi cái cách trò chuyện với thế hệ trẻ hết sức nhỏ nhẹ. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan đến một thống kê về những phi trường tiện lợi nhất nước Mỹ, và California ở San Diego đã đứng hàng thứ ba, thưa quý vị. Khi mà quý vị đi lại, nhất là ở các nơi xa, thì hẳn là phải qua những phi trường. Tuy nhiên, không phải phi trường nào cũng như nhau. Có những phi trường cấu trúc phức tạp làm cho quý vị đi lạc, hoặc là những phi trường ngồi chờ rất là lâu. Có nhiều phi trường thì xuống lầu, hoặc là những cái nơi đợi hành lý rất là lâu. Và những phi trường thì có kém những cái nhà vệ sinh hoặc là tiếng ồn ào. Thì sao đây, chấm điểm trong các phi trường bận rộn nhất Hoa Kỳ, trang The Points Guide chọn ra 5 phi trường xấu nhất và 5 phi trường tệ hại nhất Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, 5 phi trường xuất sắc nhất Hoa Kỳ, thứ nhất là Phoenix Sky Harbor International, thứ hai là Portland International ở Oregon, thứ ba là San Diego International ở California, và thứ tư là Salt Lake City International, và thứ năm là Honolulu International. Và sau đây là 5 phi trường tệ hại nhất Hoa Kỳ. Thứ nhất là LaGuardia ở New York City, thứ hai là John F. Kennedy International cũng là ở New York City, và thứ ba là Newark Liberty International ở New Jersey, và thứ tư là Chicago O'Hare International, và thứ năm là Detroit Petropolitan Airport, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần tin tức của đài VNTV với Ánh Minh và Vân Anh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị, và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại của VNTV San Diego.